before it all melts away. Nó chạy đi thuyền chơi. Yeah, go sit over there and eat it. Ngồi xuống ăn đi con, ngồi xuống gần mấy đứa em. Hả? Con ngồi xuống gần mấy đứa em ăn đi. Chút lại hả? Ăn kem gì một ngày ăn 3 cây, có được không? À bỏ bên kia, con mẹ để chỗ đó cho con ăn mà, cho ngồi mà, để mẹ để mình lau cho. Mưa mới mưa. Rồi, để em kế bên. Trời ơi kem sao dựng đó được? Trời ơi vậy mà cũng dựng. Ngồi xin nhân, đúng rồi. Heo ngồi lên luôn heo. Đó dựng mặt ra coi, làm gì rồi sợ sợ trúng trúng đó. Hả? Con đó hả? Con ấu á con. Con á hả? Con nào? Mít chị Mao chứ gì. Rồi bây giờ nè, ba đứa ngồi cười chụp tấm hình nè, cười số 2 chụp tấm hình. Con heo. Đây đây, để mình dựng lên ha. Rồi dựng em lên ha, dựng con dựng nó lên ha. Rồi ba chị em ngồi xếp bàn lại chụp hình nè. Mau các bạn chụp tấm hình nè. 1 2 3. Cô chú chụp được cho tấm hình rồi đó. Tắm nữa, tắm nữa. Tắm nữa, bỏ xuống. 1, 2, 3. Đúng rồi. Đây nữa, đây nữa. Đúng rồi. Cười Mickey Mouse. Cười. Đúng rồi. Heo, cười lên heo. Chạy, có anh kia kìa. Wow, anh kia hay chưa? Đứng sinh sống luôn à. Chạy, cái chừng chạy 9-10 tuổi là cho chạy làm đó nha. Rồi, cười đi. Chụp tấm hình. Cười. Nhìn mẹ. Cheese. Rồi cười đó coi. Cười. Cheese. Cheese. Để 1, 2, 3. Đúng rồi, 1, 2, 3, con chay nữa là 4. Cho ít. Đằng trước mặt mẹ là 4 con. Con Mickey Mouse, con heo, con ó, con gì nè, không phải con ó, con gì quên rồi. Con gì quên mất tiêu rồi, còn con chay nữa. Đó, mẹ nó không có chồm nghe chưa. Hồi nãy mẹ nói làm sao? Ngồi đàng hoàng không có chồm. Heo ngồi lên. Dù duyên quá. Ai mua heo? Ai mua heo? Ai mua cho con heo á? Ai mua con heo á? Con kêu. Ngồi xích vô. Con kêu Mickey Mouse nhắm mắt lại ngủ đi, mở mắt hoài vậy. Sương môi đâu, sương môi? Người ta cười chứ người ta sương môi đâu. Bà heo này mà bới bả mới điệu nè. Sương môi. Đúng rồi. Sương môi. Ó có sương môi không? Ngó sương môi màu trắng. À, con này tinh nhiều quên mất tiêu rồi trời. Con con ó. Quên mình tự nhiên quên tên con này, không có thấy nó thường xuyên. Ai sim bằng đây nè chị hai ơi, chị hai. Ai sim chị để bằng đây nè chị hai. Mẹ là màu red. Màu red đúng rồi. Ướt rồi, ăn không chăng cho lẹ vô giờ ướt rồi. Em con. Ngồi xuống con. Cái gì khác? Is that good? Where's your napkin at? She says she want another one. There's no more. Trời ơi, giờ nó tét vô người. You want this or no? Yes. Okay, eat it. Hurry. Lick it. There you go. You gotta lick it fast. Ăn nhẹ lên, ăn lẹ lên. Nhanh lên, đúng rồi. Rảnh không? Có ghế không? Ngồi đi lên đó ngồi. Có được không? Nữa. Rồi. Lọt trong đó được không? Rồi tụt cái kem trống rồi. Bấy cái con chay này thì cứ đem dục xuống cho cá ăn đi. Dục cho cá ăn lẹ lên. Trời ơi nè, lấy cái khăn lau tay nè. Có dục mà cũng dục lên thân nữa. Dính tùm lum à. Dính tùm lum rồi.
đi, ngồi xuống uống juice. Cho mấy đứa em uống đi. Ok. Ok. Chay năm nay là biết gọi là enjoy chiếc thuyền này nè cô chú nè. Coi chừng đổ nước. Chứ mấy năm ngoái còn trẻ, còn trẻ quá nên chưa biết thuyền là gì. Next time don't throw anything. Jay, mày hỏi nè. Okay. Mày hỏi nè. Muốn nhảy xuống sông chơi không? Sao vậy? Hả? Nói nghe coi, muốn nhảy xuống sông chơi không? Muốn nhảy xuống sông chơi không? Jay, muốn nhảy xuống sông chơi không? Để nè, mày hỏi trả lời mẹ coi. Chay mày nhảy xong nha. Chay mày nhảy xong nha. Dạ. Thì sao con không nhảy? Mẹ nhảy chay ướt rồi. Mày nhảy là bị ướt rồi hả? Dạ. Chay nhảy đi. Không, chay nhảy ướt rồi. À, chay nhảy là ướt đồ hả? Mày ba tắm. À, kêu ba tắm đi, kêu ba nhảy xong đi. Không ba tắm hả? Không ba tắm nữa hả? Con nói đi, nhảy xuống té. Nhảy xuống là con cá ăn á. Nhảy xuống kêu nhảy xuống không ướt rồi. Ý là nó là nhảy xuống là bị ướt đồ nó đó. Nó không nhảy đó. Nói cô chú ơi, con đang ăn kem. À, con làm dĩu kem xuống tay mẹ rồi kìa. Con làm dĩu kem xuống tay mẹ quá trời luôn rồi kìa. Kem ghê nè. Ừ, chùi cho mẹ đi con. Ướt rồi. Ừ, chùi đi. Chay đang đi đâu quá? Đi boat. Đúng rồi, mà boat tiếng Việt là gì ta? Tàu thôi. Cái gì ghê vậy? Sao con biết? Mà sao con biết boat tiếng Việt là tàu? Vô boat rồi. Hai. Còn vô boat rồi, còn con làm vô thuyền rồi đó hả? Rồi, đó coi đúng rồi. Nhiễu rớt quá trời rồi, ăn cho lẹ lên. Trời ơi, hỏi nó boat tiếng Việt là gì, nó nói tàu. Trời ơi. Chịu không nổi luôn, ai dạy vậy trời. Hả, con nghe mẹ nói rồi con biết hay là sao vậy chay? Ngon quá. Cá ăn. Thôi, cá ăn đâu có biết ăn kem đâu, cho cá ăn. Cá ăn red. Đúng rồi, màu đó màu red. À, cho cá ăn màu red. Cho cá ăn màu đỏ. Cá mà con kia. Con chó không? Chay năm nay biết biết thích chơi thuyền hơn là năm mấy năm trước rồi cô chú ơi, mấy năm trước không biết gì hết. Trời ơi, đúng thiệt cái chữ ăn rồi dơ nè. Bởi vậy. Sao chân mày mới sơn mà tóc cũng dơ hết trơn rồi chay. Giống như chờ người nơi ấy vậy đó. Chờ người nơi ấy, chờ hoài mà không thấy đâu. Chay, nhìn mẹ coi chay. Chay, nhìn mẹ làm gì này chay. Trời, không có ngồi cái tướng mà cái tướng mà lùng rồi. Chịu không nổi luôn á. Mẹ nó lỡ coi, bỏ ăn kem nè. À, 1, 2, 3, 4 chim hả? Em bé chim bay bay luôn. À, em bé chim bay bay luôn. Trời ơi, năm nay ngồi thuyền với mấy năm trước ngồi thuyền. Mấy năm trước ngồi thuyền á. Cũng cần cũng, à, con ăn hết màu blue rồi hả? Ừ, cũng còn ăn sao lụm sọn. Năm nay ngồi thuyền chỉnh tề hết rồi. Trời ơi, mà cô chú mà đợi tới năm sau chay ngồi thuyền cái nữa thôi luôn á. Ra thành thiếu nữ luôn á. Nên là hả, những cái hình ảnh này là để năm sau coi lại là thấy bắt đầu năm sau. Facebook nhắc lại, cô chú nhắc lại. Chay, ngồi chéo chân qua coi chay, ngồi chéo chân qua coi. Ngồi chéo chân giống mẹ nè.
mê ăn kem lắm. Cái kem mấy chu lè, chu lét mà mê ăn. Baby, is that our all natural ice cream? Kem đó là làm từ làm bằng trái cây á cô chú. Trời ơi sao nhiễu kem vô cái đó. Cherry lime. Con gì kêu hả? Mẹ đâu biết đâu. Mặt gì đau khổ dữ vậy? She's eating over the cup holder. So when I went over to Raquel's house, her mother-in-law, she was like, bring her anytime. Whenever you need a sitter, just bring her here. She's so beautiful. I sometimes I'm afraid people are going to steal her from us. Like, we trusted the wrong person. And then... Her sounds like, She was like this to her grandson. George, look how beautiful she is. She's funny. You know what? But now I figured out how they get rich. First, they smart and they hard working. Second, they have good heart. Oh yeah. They don't look down on you, even though they millionaire. Keep saying thank you, be nice, and just so nice. Being polite, nice, and have good heart. Yeah, you gotta be smart, you gotta be hardworking, and good heart. That is, oh my God, they're so rich. Their house, Middle Street, like. Yeah. And it's like it's so high up to the water, like high, like all the back of the house you see all glass, so you can look down the water. But it's huge. Yeah, you couple million dollars. I think, remember the singing manicurist? His house is on Middle Street or Lower. Is it one of the streets? I don't know if it's middle or lower, but I think it's middle. And you know, she was like, she played with the balloon and she had she had the chicken nugget. There's one type of chicken nugget, the outside instead of all the padding. It's vegetable. You got a ladybug on. Right here. And your other hand. Oh, there it goes. Yeah, it's made by vegetable. And JD loved it. Oh, okay. Then get it. You want some more spray? And she has and then she had ice cream. She had all the she played with the balloon that had water in it, so they fill the balloon up with the water, and all the kids they just throw it and it pops. Yeah. I used to play a lot of water balloons. Con kể cho ba nghe coi, nãy con đi chơi với mẹ con tới nhà cô đó cho con đồ chơi gì? Con chơi với bà luôn phải không? Con chơi với bong bóng mà có nước ở trong cái con chọi bể bong bóng hết luôn phải không? Rồi con chơi trong cái nhà gì nữa? Con chơi trong cái nhà clubhouse phải không? Con chơi cầu tuột đúng không? Rồi có cái gì nữa ta? Cái nhà có cái trampoline nữa. Rồi con chơi với anh đó tên gì ta? Oh, and they have so many. The one that like the pink Mickey Mouse. Go-kart. And he has a Mercedes. And JD was sitting next to him and they were driving around. A white Mercedes. Không, hồi nãy con qua nhà anh đó, anh có chiếc xe hơi mà Mercedes màu trắng đúng không chị? Anh chở con phải không chị? Con ngồi kế bên ảnh phải không? I was like, George, would you like JD to come tomorrow? He said, yeah. At first, they was fighting. Why? Toys. Just for the toy? Yeah. Oh my God. She told me, say, Nini, you have no idea if you go down to the basement how much toy they have. Oh yeah, for some reason, I don't know why, I think we're the same.
where we kind of, we have the same mentality as them. Almost. I don't know why. Maybe it's so easy to get toys. It's so easy, and you just love. We love our daughters so much that we just want to just. Baby, everyone love their kids. Baby, everyone, every like, most of the parents, they love our kids. Yeah. Yeah. When I was at Target today, I was about to buy something for. Yeah, I have to hold myself back too. But I was like, no, I don't want to. Yeah. I got enough. I got exactly what I want. Chơi hồi nãy con nhớ con qua nhà cái anh đó hả, quá trời đồ chơi em chơi. Ô, ủa sao nít được ra ngoài chơi banh đồ chơi đồ tùm lum vậy? Chơi 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 con chó kìa chơi. Chơi con chó kìa chơi. Trời ơi, hai con chó đi bốt luôn kìa. Chơi hồi nãy con nhớ con qua nhà anh đó, nhà anh đó quá trời đồ chơi luôn chơi. Lại đây ngồi với mẹ nè con. Lại đây ngồi với mẹ. Please, lại đây ngồi với mẹ, mẹ cho đồ chơi. Honey, can you go over by JD? So she can grab you if you fall. Ờ, đúng rồi, Kay à, Kiền lại đây ngồi với mẹ nè con. Yeah, be safe. Be with mommy. Nè chơi, ngày mai con qua nhà, ngày mai con muốn qua nhà anh George chơi nữa không? You wanna come to George's house? Tomorrow? Are you gonna share toy? Playdate? Are you gonna take her over there? No. Rồi con hello cô đi, hello cô đi. Hello cô. Quẩy tay hello cô, quẩy tay hello cô. Mình phải thân thiện vậy chứ. I'm gonna be so bad. Giờ này là cỡ khoảng 7 giờ tối rồi đó mà cũng còn nắng tới cỡ nổi này nè. Nắng tới cỡ nổi mà chồng Ngọc bây giờ phải xịt cái kem chống nắng lên chứ không phải là anh bị cháy da luôn. Baby, did you do that for Jay đi? Chơi lại cho ba xịt. Chơi lại cho ba xịt được con. Rồi, nhắm mắt lại coi. Nhắm mắt mà xịt chưa? Nhắm lại. Nhắm mắt xịt chống nắng vô nè. Xịt chân nè. Đó. Không là mốt không cho ra thuyền nữa đó, không cho ra bầu nữa đó. Xịt vô. Nhưng mà da chay không tới nỗi bị burn đâu. Nhưng mà ra nắng này phải uống nước nhiều vô tại vì nó bị khô người. Nhắm mắt lại. Nhắm lại. Đúng rồi, trời ơi gió thổi ngược hết rồi, nhắm lại. Nhắm lại con. Ôi trời trời, sặc luôn hả? Wow, hôm nay là một ngày đẹp trời nên là baby Target was so busy today. Yeah, because yeah, mọi thứ đang chuẩn bị mở cửa lại nên là hôm nay đi đâu chỗ nào cũng thấy đông người đó. Rồi với lại thời tiết đẹp nữa nên là mọi người đi ra ngoài rất là nhiều luôn. Còn hai ngày nữa con cũng gì đó, hôm nay thứ mấy rồi? Còn mấy ngày nữa là tới lễ Memorial Day bên này rồi. Không biết ngày lễ đó thì thời tiết sẽ như thế nào nữa. Memorial Day cũng có nghĩa là cái lễ tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã mất. Rồi hết nắng rồi nè. Baby, there's no more sun. I think that's it for the sun. Bởi vì mặc cái áo tay dài này cho chay đúng nè nghe chay. Rồi tay áo tay dài này nó hả? Khó được cái xịt mẹ. Trời ơi, mẹ là không bao giờ mình thích xịt kem chống nắng hết đó. Nhắm mắt lại. Nắng không? Mới cách đây ha, mấy phút là nắng, giờ hết nắng. Giờ là phải mặc áo tay dài vô chứ giờ giờ mẹ là mẹ thấy hơi lạnh rồi đó nghe chưa? Xịt đất rồi. Chay con lại con dựng em lại coi, dựng em cú mèo. Ừ nhớ ra rồi, em này tên cú mèo. Em này tên là Nguyễn Thị Cú Mèo. Con nói đi cú mèo. Con cú mèo. Không. Chứ sao không? Owl. Owl. Cái con này không kêu nó nói tiếng Việt nó không nói mà nói owl nó nói thấy không? What does an owl sound like, JD? Owl kêu sao chay? Cú mèo kêu sao chay?
Cứu, cứu. Con cứu mèo kêu cứu tôi với không? I'm gonna open his nail salon on May 29th. That's good. Unfortunately, salons aren't open on 28th. Cô chừng tắp vô nhà anh ta.